tới cửa khẩu đấy. Đào Ngạn. Hiện nay là chúng tôi đang đi qua chợ Nà Giàng, ngày chợ phiên, ngày 26 tháng 11. Trấn Xuân Hòa, huyện lỵ của huyện Hà Quảng đây, huyện mà chúng tôi sẽ tiến vào để khám phá khu di tích Bác Bó. Ôi, ở đây mà đặt ăn nhá phải báo trước, chứ tự nhiên mà ụt vào là hơi khó đấy. Ở cái thị trấn này nó nhỏ thôi mà. Ngày xưa mình đã vào công an huyện này một lần rồi. Với thằng Côn này. Không phải là hồi ấy, tức là có một cái việc gì đấy. À hồi bạn. Cái họp cái của cái năm nào ấy, lâu rồi, nhiều lần đến đây không nhớ. Và theo báo chữ núi của nó, cái núi không, đất bằng bằng cối, cối nó bắn vào nó cầu vòng mà, chẳng sợ núi đâu, nó bắn qua núi, rơi xuống đầu mình. Khu của chiến tranh Trung Quốc là một thất bại. Đây là nỗi nằm trong tầm ngắm của tên lửa đây. Liên hệ mua vé đi. Đây nha, mình đi tập trung vào đàn đi, đẹp nhất bộ phận lễ lên chuẩn bị. Trường mình leo cả năm rồi. Con suối này từ suối lên đi ra đấy. Ờ, bên đây là hạ bên dưới kìa. Thank you.
chí có thể là quan sát chiêm ngưỡng và bố trí dẫn đoàn những người đăng ký trước. Hiện nay chúng tôi đã đứng trước cái cây dã hương mà do tỉnh Bắc Giang trồng ngày 17 tháng 4 năm 2013 tại khu di tích lịch sử Bác Bó. Vị trí này là cái đồi phía sau đền thờ Bác Hồ. Tôi hát ngàn lời ca bao la hơn những cánh đồng. Mênh mông hơn mặt biển. Dạ vâng, kính thưa về quý đoàn thì lời tiên cho phép cháu xin gửi mọi lời chào, lời chúc thân ái nhất đến quý đoàn. Và cháu cũng xin tự giới thiệu, cháu tên là Quỳnh, là hướng dẫn viên khu di tích. Hôm nay cũng rất là vui và vinh dự khi là người đón và dẫn đoàn vào trong tham quan những điểm di tích ngoài trời của khu di tích quốc gia đặc biệt Bác Bó Cao Bằng. Và kính thưa quý đoàn, khu di tích này là nơi chứng kiến quãng thời gian sống và hoạt động cách mạng của Bác từ năm 1941 đến năm 1945. Đây là quãng thời gian sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã quyết định chọn mảnh đất này là nơi trở về để trực tiếp lãnh đạo phong trào đấu tranh trong cả nước. Chuyển qua đây ạ. Đây là khu dãy ruộng nằm ở giữa làng Bác Bó, nơi tập trung gần khoảng 100 hộ dân sinh sống ở nơi này. Và trong buổi nói chuyện này, sau khi đã chào hỏi động viên mọi người ở lại, người dân ở làng Bác Bó, thì Bác có tặng cho người dân ở nơi này một tấm ảnh chụp chân sông Bác ký tên Hồ Chí Minh 20 tháng 2 năm 61. Và khi kết thúc buổi nói chuyện, buổi trưa Bác có về nhà cụ Dương Văn Đình, ngôi nhà có biển đá ngay phía trước mặt với đoàn đấy ạ. Tại đây thì người có dự bữa cơm trưa thân mật với người dân làng Bác Bó và đặc biệt với nhà cụ Dương Văn Đình. Bởi vì ngôi nhà này trước đây đã là nơi chứng kiến cái quãng thời gian Bác sống và tuyên truyền cách mạng cho người dân địa phương ở làng này. Và khi kết thúc bữa cơm, buổi chiều người vào đầu nguồn trồng phòng chúc kinh nghiệm. Theo hành trình này thì chúng ta sẽ di chuyển men theo bờ suối vào thăm điểm di tích chính ở đầu nguồn. Này có thể tăng thêm vài vôn điện được không? Dạ, không phải 6 bật cái này thì... Hôm nay có vẻ là hơi chưa ăn sáng đúng không? Không ạ, chú ơi, một lát nữa vào trong này cháu bật loa lên thì nghe rõ hơn ạ. Hay là dừng lại ăn sáng? Cháu biết là hôm nay các chú đã ăn sáng rồi ạ. Vâng, và kính thưa với quý đoàn, khi Bác trở về nơi này, thì sau khi nghe các đồng chí giới thiệu về vị trí địa lý, tên gọi cũng như những truyền thuyết ở nơi này, thì người cũng đã đặt tên cho ngọn núi này với tên gọi là Các Bác, dòng suối này với tên gọi là Lenin. Tại đây thì khi mà dừng chân bên bờ suối Lenin thì cháu sẽ... Cái chữ Lenin ở ngay mặt nước đây. Có nhiều suối trong xanh. Đoàn mình 5 phút để cho mình lưu niệm, sau đó sẽ cháu lại giới thiệu về những điểm như thế nào. Trước mặt chúng tôi là suối Lenin và chúng tôi đã có thể nhìn thấy những cái chú cá rất là sinh động ở đây. Tiếng dân tộc gọi là kia liền rất là nhiều. Đây. Đấy, cá rất là nhiều, lấp lánh theo dòng nước này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đoàn tập trung một chút để em giới thiệu về điểm di tích chúng ta đang chuẩn bị tiến hành hành trình tham quan này đấy ạ. Vâng, kính thưa quý đoàn, thì nhung nãy trên xe ô tô thì em đã giới thiệu qua rằng nơi này là nơi chứng kiến quãng thời gian sống và hoạt động cách mạng của Bác từ năm 1941 đến năm 1945. Đây là quãng thời gian sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã đặt những bước chân đầu tiên trở về nơi này để trực tiếp xây dựng căn cứ địa cách mạng. Và ở đây cũng là nơi diễn ra rất nhiều sự kiện quan trọng có tính chất soi bần lịch sử cả một dân tộc. Trong những sự kiện vô cùng quan trọng đó, có hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 được diễn ra tại Lán Khuẩy Nặng, là Lán từ đây di chuyển vào chừng khoảng 800 mét. Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 được diễn ra từ ngày 10 đến ngày 19 tháng 5 năm 1941. Trong hội nghị, sau khi bàn bạc vấn đề trong nước và thế giới, đã quyết định đưa vấn đề giải phóng dân tộc lên là vấn đề quan trọng hàng đầu. Nếu không giành được độc lập dân tộc, nhân dân ta còn phải chịu nô lệ. Và sau những nhận định vô cùng quan trọng đó, thì hội nghị đã quyết định thành lập mặt trận liên minh, đầu tiên đầu tiên phát triển mạnh mẽ. Để đáp ứng nhu cầu cấp thiết lúc bây giờ, người đã chỉ thị cho ra đời tờ báo Việt Nam Độc Lập, gọi tắt là Việt Lập, là cơ quan ngôn luận của mặt trận liên minh. Tờ báo này với nội dung đơn giản, ngắn gọn, dễ đọc, dễ hiểu, phù hợp với tình hình dân trí lúc bấy giờ. Và khi trở về đây, ngoài viết những sách báo để tuyên truyền cho cách mạng, thì người cũng viết rất nhiều tác phẩm thi ca thơ văn. Đặc biệt, người có viết một bài thơ viết về cảnh vật nơi núi rừng Bác Bó, bài thơ mang tên gọi Bác Bó hùng vĩ. Non xa xa, nước xa xa, nào phải thanh thang mới gọi là đất xứ Lenin kia núi Bắc, hai tay xây dựng một sơn hà. Chính từ đây người đã xây dựng căn cứ địa cách mạng, đặt tên cho ngọn núi cao hùng vĩ này với tên gọi Thung Lũng Chảy Ra. Bác có đếm miệng hay còn mang ý nghĩa khác là số đếm 100. Bác Bó là nơi săn muộn trong nước từ trong thành núi chảy ra, Cốc Bó là nơi cấp phủ, và lát nữa sẽ trở ra hai con đường phía dưới ạ. Đá màu trắng là bên Trung Quốc rồi ạ. Khi bác trở về, thì lúc bấy giờ mình đã rất xúc động khi cảm nhận quê hương đất nước sau bao nhiêu năm xa cách. Trên cái cảm xúc đó, sau này vẫn còn nhà thơ giáo hữu Thọ Vinh Thật Thơ, những dòng thơ ở lâu vui Thật Thơ. Có lẽ về đây tổ quốc bay, người thân thật ấm ấm người. Bao nhiêu năm ấy không thể, mà đến bây giờ không thể thơ. Bác thưa với quý đoàn, ngay khi trở về cùng với năm đồng chí, đó là đồng chí Phùng Thị Kiên, đồng chí Lê Quảng Ba, đồng chí Đào Thị An, đồng chí Hoàng Văn Lộc và đồng chí Đặng Văn Cát. Có ba đồng chí còn lại là ba đồng chí hoạt động cách mạng tháng 10. Hai trong ba đồng chí này đó là đồng chí Ba, đồng chí An là hai đứa con duy nhất của mảnh đất Quảng Hà Đông. Nên khi người trở về đây thì người đã rất là nhanh chóng. Trong thời gian người sống hoạt động ở đầu nguồn thì người cũng hay di chuyển theo lối mòn ven bờ suối ra ngoài làng Bác Bó. Tại ngôi nhà cụ Dương Văn Đình, tại đó người có tuyên truyền cách mạng cho người dân địa phương ở làng Bác Bó đi theo cách mạng. Và khi được tuyên truyền, người dân ở đây đã giác ngộ, tin tưởng hộ ống đi theo cách mạng, chở che được bằng cách mạng. Và lưu ý với quý làng. Anh nhớ mãi ngày gặp em, vĩ đại nhất cuối người ta cũng đơn sơ với sắc áo tràm đẹp xinh mà lòng hát nghe sao thiết tha yêu em, nghe sao ngọt ngào như nước suối trong veo, như nước suối giữa rừng thơm mai. Ba vị trí trước đây bác thường ngồi là hai bên mỏm đá nơi dưới gốc cây, nơi được dễ cây
tăng hơn cây này điện thông toàn. Và trước khi lên nha, ở đây có một lối rẽ nhỏ sang địa điểm nhìn nhạc ở Quý Quốc Sứ. Lúc nãy thì em đã giới thiệu với quý đoàn, đây là nơi đầu tiên được vinh dự đón bác trở về sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước. Đúng. Và cho cách mạng, thì người đã quyết định từ nhà em đến Quốc Sứ chuyển sang một địa điểm khác. Và một vị trí này con thì nhiều thuận lợi, nước non xa xa, nước xa xa, nào phải thênh thang mới gọi là đây suối Lenin lên, kia núi mát, hai tay gây dựng một đúng sơn hà, nó thành đại bác từ lâu rồi, ngày xưa đã là súng này. Này là chúng ta đang bước lên phía trên để tiến vào hang Cốc Bó. Ngày xưa chưa có bậc thì Bác Hồ đi lại khó khăn. Mà lúc đấy bác đã với các đồng chí sang bên này kiểm tra vị trí ở cửa hang, người nhận định nơi này rất là thuận tiện và an toàn. Bởi vì vị trí cửa hang trước đây có thêm một đoạn mái vòm nữa cả. Mái vòm này đổ từ gốc cây ở phía trên cao kia, đổ thoai thoải xuống gốc cây phía dưới này, tạo ra vị trí cửa hang được khuất sau mái đá gốc cây. Vào thời điểm những năm 40 năm trước, nơi này cây cối rậm rạp và ung tùm hơn bây giờ rất nhiều. Việc di chuyển phía dưới tại đây sống động. Nhưng sau này do nhiều yếu tố nên phần mái vòm quy tắc có tu sửa là một số vị trí ở cửa hang, nhưng vẫn giữ nguyên lối này để di chuyển sang cửa hang. Lối vào hang này chỉ là lối vào hang này. Sau khi bác từ nhà thì Quốc Sứ người quyết định chuyển sang nơi này. Khi chuyển sang về đây để lưu giữ lại ngày chuyển của chồng em, người đã viết lên phía trên này dòng bút tích tặng tiếng hát. Khi người chuyển sang hang Cốc Bó này thì lúc bấy giờ điều kiện thời tiết ở đây đã sang xuân, nhưng không khí ở miền núi phía Bắc vẫn còn se lạnh. Nhiều đêm không ngủ được, bác cùng các đồng chí nhóm một bếp củi nhỏ ngay lối vào hang để sưởi ấm. Qua bếp củi nhỏ này, người có kể cho các đồng chí nghe những câu chuyện. Cao bằng treo leo chập chững lên những con đèo, qua đèo giàng, qua đèo gió, qua phía béo núi cao nước nhỏ linh láng cả xuống làm cho không khí ở nơi này càng trở nên ẩm thấp và đáng giá nhiều hơn nữa. Nhưng mà bản thân người bận chăm công nghìn việc, nhưng người vẫn luôn dành một chút thời gian mới chỉnh sửa một miếng đất tự nhiên thành hình tượng cát ngay phía trên tay người đẹp. Ở đây thì mời quý đoàn quan sát từng vị trí biển đảo đổ nằm trên biển đảo này ạ. Và đối với quý đoàn hình tượng hai phần ba trông vời lưng núi vui nằm gì giao núi cao tầng mây, chiều nay tiếng ai đang lượn về trên đèo kể rằng người về đây nhà in lưng đá, người về quê ta tấm áo tràn tình thương quê nhà. Xuôi lên in núi mát rồi bóng bác làm thơ chẳng ngân nga bát ngát, mình mang một rừng cờ đàn sao sáng. Mời em lên cao bằng quê anh. Đúng bản đá đấy.
về đây là mùa xuân và cây trồng cây. Cũng chính người dân ở đây đã quyết định chọn cây trúc là cây trồng lưu niệm cho người. Bởi cây trúc với người dân tộc Tài Nùng là cây mang lại những biểu trưng sự trường thọ. Với mong muốn đó, người dân Bác Bó, Cao Bằng mong bác sống lâu muôn tuổi để xử xét con cháu. Và loại trúc này là trúc nhỏ mẹ vừa xây dựng. Khi người thường đến đây phải được hái lá để đun nước pha nước uống trong mùa xuân này. Áo tơ tằm anh mặc bền lâu. Chào Cao Bằng bước vào mây mới. Những cánh đồng lúa ven sông Bằng, những cánh rừng trúc trên phía Biếc, những tiếng đàn tính nghe rộn ràng. Từ Nguyễn Bình tới miền Bắc Bó, tới núi rừng trên khu Trần Đạo, có những người góp những bàn tay gây dựng nên Cao Bằng ngày nay. Về Cao Bằng hôm nay lúa nương thơm khắp bản Tây Nùng, đường như mới lên với người giao điều hát tên hát vang. Đây bàn đá này, bàn đá trong chương trình sử đảng đây. Đây phải tái tạo mô phỏng này chứ. Ngày xưa thì thô sơ hơn nhiều. Trời trên đây toàn núi vơi, đôi không gian lặng tĩnh rất đôi nên thơ, còn thêm nhiều thứ hay ho. Suối Lê Ninh hàng Bác Bó, Hà Quảng đó quê anh Kim Đồng, tới Trung Khánh nhớ ghé thác Bản Dốc, còn thời gian vào Chu Du đông ngâm ngao. Qua Nguyên Bình vùng đất cách mạng, rừng Trần Hưng Đạo Ba Tư ngôi sao sáng ghép gốm mà. Qua Nguyễn Trà Linh đâm qua Hòa An rồi vào Thông Nông, đã đến rồi chắc chắn một lần say. Những cô gái với nụ cười duyên, say tình thân bên nhau ta chúc đôi ba chén rượu. Lạp xưởng bánh cuốn với áp trào hạt dẻ và bít quay, như một lần chắc chắn không thể nào quên. Cao Bằng đó đến một lần đi, không phải lo nơi đây mến khách vô cùng dễ thương. Đàn tình hát hát lượn điều nàng ơi, cùng nhau ca vang vài ba lời hát, Cao Bằng thân yêu ai. Tuy mình đến Cao Bằng cũng có nhiều dân chơi đâu, nhưng anh em ơi đã chơi là phải đẹp. Văn hóa vùng miền chúng tôi đây cũng dẹp, cho nên bà Bát Thị ra bảy mình cứ thế mà quẩy. Cao Bằng mảnh đất đầy mến thương, chúng tôi sẽ ra và lớn lên một cảm giác thật phi thường. Những cái đồng bát ngát, những dãy núi mức ngàn, đất anh em mình tôi trở về từ sự khác biệt với mọi nơi giờ. Suối Lê Ninh hàng Bác Bó, Hà Quảng đó quê anh Kim Đồng, tới Trung Khánh nhớ ghé thác Bản Dốc, còn thời gian vào Chu Du động ngâm ngao. Những cô gái với nụ cười duyên, dây tình thân bên nhau ta chúc đôi ba chén rượu. Lạp xưởng bánh cuốn với áp trào hạt dẻ và vịt quay, thử một lần chắc chắn không thể nào quên. Cao Bằng đó đến một lần đi, không phải lo nơi đây bên khách có cùng dễ thương. Đàn tình
Lan năng đuổi bà. À, bà tên Rồng Lăng à? Bà tên tên bà Rồng Lăng à? Luyến. Luyến à? À thế à? Thế là bà là người bản nào? Bà Nam Hạ. À, bà là người Nam Hạ đấy luôn à? À, thế năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi? 87 tuổi rồi. 87 tuổi. 87 tuổi thế bằng có bằng tuổi Kim Đồng không ạ? À? Kim Đồng là hơn 2 tuổi. À, nông văn rèn hơn bà là 2 tuổi ạ? À? Vâng. Rồi đấy, nếu mà Kim Đồng bây giờ mà còn thì là cũng hơn bà 2 tuổi đấy. Vâng. Bà xấu lắm nó. Xấu gì bà, thế này là đẹp, như 87 tuổi thế này là còn khỏe, này là đẹp. Vâng. Thế là cần nùng mà. Cần nùng rồi. Bà đây là kém nông văn rèn là 2 tuổi. Cùng thôn Nam Hạ với cô rèn luôn. Đấy, nếu mà cô rèn còn thì là 89 tuổi và cụ thì 87 tuổi. Người thôn Nam Hạ đấy. Bà 5 mét ạ. À đây, các bạn. Đấy đúng rồi. Bên nhau ta chúc đôi ba chén rượu. Nạp dương bánh cuốn vai áp trà hạt rẻ. Nam Hạ bằng tiếng ấy là vậy. Nam Hạ bằng tiếng của bà này. Bà khỏe không? Bà tên Rồng Lăng à? Tên Lăng à? Luyến. Luyến rồi à? Kỳ nay Pi à? Phép chất chết à? Phép chất Pi, tức là 87 tuổi. Phép chất Pi á. Bà đây là, có nghĩa là cùng thôn bản Nà Mạ với này cụ Nông Văn Rèn, tức là Kim Đồng. Phép chất, tức là 87 tuổi. Kẻ lại vô khổ. Kẻ lại nhằng rèn lại á. Vẫn nhằng ón là để sau nè. Đó. Để sau nè. Chào bà rồi. Nghe nhờ. Bà nha. Cao bằng treo leo chập chung lên những con đèo giàng, qua đèo gió, qua phía béo núi cao ngất tầng mây, xuôi sông bằng, xuôi sông hiên, những cánh rừng một thời kháng chiến, à, ta nhớ về bạc bó, xuôi nguồn thương, ta nhớ về bạc bó. Trong vời lưng núi vui nằm gì giao núi cao tầng mây, chiều nay tiếng ai đang lượn về trên đèo kể rằng người về đây nhà in lưng đá, người về quê ta tấm áo tràng tình thương quê nhà. Rừng vầu xuyên qua rừng trúc như bầy ong ong như bầy chim.